Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Chủ động khai báo y tế, trách nhiệm của mỗi công dân để góp phần phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19. Các doanh nghiệp tại Thanh Hóa đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Một số đoạn đê hữu sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn đang bị biến thành nơi tập kết cát và rác thải, chính quyền mới chỉ nhắc nhở. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Thanh Hóa vừa có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh về việc củng cố, tăng cường các biện pháp phòng, điều trị và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, khẩn trương rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành, thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về dịch tễ từ Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phổ biến cho các cán bộ được phân công nắm vững thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát sàng lọc khám bệnh, tránh bỏ sót các trường hợp có yếu tố nguy cơ, bệnh nhân nghi ngờ vào khám bệnh, chữa bệnh mà không được phát hiện cách ly kịp thời. Các cơ sở định kỳ triển khai tự đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đồng thời rà soát phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc chủ động khai báo y tế, tự cách ly và báo cáo chính quyền địa phương khi đi từ vùng dịch trở về là yêu cầu bắt buộc với người dân. Sự chủ động, tích cực của người dân trong khai báo y tế sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng kiểm soát tốt nguồn lây, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Ngay khi trở về sau chuyến du lịch Đà Nẵng, vùng có dịch COVID-19, gia đình chị Vương Thị Vân Anh ở phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đã tự giác khai báo y tế và tuân thủ cách ly tại nơi cư trú theo quy định. Để cảnh báo tới những người xung quanh, chị Vân Anh tự tay dán trước nhà những dòng thông báo tự cách ly. Có thể nói, đây là một hành động đẹp, thể hiện trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sau khi đi du lịch về thì gia đình mình cũng ý thức được là cái trách nhiệm là phải đi khai báo y tế ở chính quyền địa phương, thì được chính quyền địa phương đã chỉ dẫn cách phòng bệnh rất là tốt. Gia đình mình tất cả đều có ý thức chấp hành để tránh lây lan bệnh cho gia đình và cho cộng đồng xung quanh. Hiện nay, việc khai báo y tế được triển khai dưới nhiều hình thức, thông qua tờ khai giấy, thông qua ứng dụng nCoV trên điện thoại thông minh, hoặc người dân có thể truy cập các trang website sứckhoetoandan.vn, tờkhaiyte.vn, và làm theo hướng dẫn. Sự đa dạng các hình thức đã giúp cho người dân thuận tiện, chủ động hơn trong việc khai báo y tế. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, với sự hướng dẫn của Bộ Y tế về việc khai báo tờ khai y tế online, thì chúng tôi là những người trẻ hay di chuyển, do đó chúng tôi đã thực hiện cập nhật, cài đặt cái tờ khai y tế online và thực hiện thường xuyên trong quá trình di chuyển của mình. Thì việc khai báo y tế online hay khai báo y tế tại phường hay khu ở của mình là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng trong cái thời gian dịch bùng phát này. Bên cạnh việc phát huy sự tự giác khai báo y tế của người dân, các trạm y tế cơ sở cũng cử cán bộ y tế kết hợp với trưởng thôn, phố và công an viên xuống từng hộ dân để rà soát, lập danh sách các gia đình có người từ vùng dịch trở về để theo dõi. Đồng thời với đó là sự hỗ trợ tích cực từ các tổ giám sát cộng đồng đã giúp cho ngành y tế phát hiện và khoanh vùng kịp thời các đối tượng đi từ vùng có dịch trở về. Theo thống kê đến ngày 4 tháng 8, toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 7.400 người từ Đà Nẵng và các địa phương có dịch COVID-19 trở về địa phương. Tất cả các đối tượng mà đi từ vùng dịch về, họ là tích cực khai báo cho với chúng tôi. Ngoài ra, các tổ nhân dân ở các phố và nhân dân xung quanh các đối tượng đó là thông báo kịp thời cho chúng tôi để chúng tôi biết thông tin. Đấy, chúng tôi thu thập cái thông tin để coi là sàng lọc đối tượng để đưa các đối tượng là hoặc cách ly tại nhà hoặc là đưa cách ly tập trung. Nhờ có việc khai báo chủ động của người dân, làm cho công tác quản lý và nắm bắt địa bàn của trạm y tế đối với những người đi từ vùng dịch về rất kịp thời. Nhờ đó mà chúng tôi đã có được những cái phương án chủ động trong công tác phòng chống dịch đối với từng trường hợp cụ thể.
Theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, tất cả những người mắc bệnh truyền nhiễm, người đi từ vùng có dịch đều phải khai báo y tế. Nếu trốn tránh khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, người khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, khai báo y tế trung thực, cùng cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện vừa có công văn đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong tình hình mới để đáp ứng đủ nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố cần tiếp tục tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian dịch bệnh. Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ sở tiếp nhận máu, thực hiện việc điều tiết, hỗ trợ nguồn máu và chế phẩm máu cho các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Từ đầu tháng 6 năm 2020, một số doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Hai tháng qua, số lợn được các doanh nghiệp đưa về thị trường Thanh Hóa ngày càng nhiều, góp phần bổ sung nguồn cung thịt lợn và lợn hậu bị cung cấp cho thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Cường Mạnh vừa nhập gần 500 con lợn thịt sống nhập khẩu từ Thái Lan về Thanh Hóa. Mỗi con có trọng lượng từ 90 đến 130 kg. Đây là doanh nghiệp được Cục Thú Y hai nước Việt Nam và Thái Lan cho phép ký kết với 13 công ty cung cấp lợn thịt của Thái Lan để nhập khẩu về Việt Nam. Sau khi đưa về trại cách ly tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, công ty đã được các cán bộ thú y chi cục thú y vùng 3 hướng dẫn thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, giám sát theo dõi sức khỏe đàn lợn và lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu đảm bảo an toàn dịch bệnh theo quy định. Trong vòng 5 ngày, nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu để vận chuyển đến cơ sở giết mổ. Cái lô lợn đầu tiên của chúng tôi đưa từ Thái Lan về cũng có ý nghĩa rất quan trọng là tăng được cái nguồn cung và giảm giá thành thị trường xuống để kéo cái giá thành xuống. Chúng tôi cũng nỗ lực hết sức mong rằng các cấp các ngành giúp đỡ cho tạo điều kiện cho chúng tôi được thực hiện các lô hàng tiếp theo. Theo Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan với số lượng hơn 1,9 triệu con, trong đó có 3 doanh nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa. Từ đầu tháng 6 đến nay, 3 doanh nghiệp này đã nhập về Thanh Hóa gần 2.300 con lợn giống hậu bị và trên 2.880 con lợn thịt thương phẩm từ Thái Lan. Đây là một trong những hướng đi trước mắt nhằm góp phần tăng nguồn cung thịt lợn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái đàn, tăng nhanh đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ tháng 6 thì cái lượng thịt ấy, cung cấp thị trường nó sẽ nhích lên. Thế và dự kiến cuối quý 3 đầu quý 4 là chúng ta đáp ứng được phần cơ bản về cái sản lượng thịt cho nhu cầu thị trường. Đề nghị Ủy ban tỉnh Thanh Hóa chú trọng vào phòng chống dịch bệnh, tập trung những giải pháp an toàn sinh học để tăng đàn tái đàn một cách bền vững. Dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát, đàn lợn dần được khôi phục, nhưng việc tái đàn còn chậm và gặp nhiều khó khăn do giá lợn giống đang ở mức cao khiến các hộ có nguồn vốn hạn hẹp chưa thể khôi phục sản xuất. Điều này dẫn đến giá thịt lợn hơi đang ở mức cao. Vì vậy, việc các doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Thanh Hóa sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, giảm căng thẳng do chênh lệch cung cầu và góp phần bình ổn giá lợn hơi, thịt lợn. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng hàng chục nghìn con lợn thương phẩm được nhập về thị trường Thanh Hóa để tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, một đoạn đê hữu sông Mã bị doanh nghiệp người dân ngang nhiên biến thành nơi tập kết cát và rác thải. Điều đáng nói là mặc dù tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa có biện pháp giải quyết xử lý hiệu quả. Theo quy định của luật đê điều, hành lang an toàn đê điều là khoảng cách dài 25m từ mái đê ra phía sông. Thế nhưng tại bãi tập kết cát của công ty Sơn Hoài Hải tại khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến,
Cát được doanh nghiệp này tập kết lên mái đê, thậm chí là tràn ra cả mặt đê. Tại thời điểm chúng tôi ghi hình, nhiều xe tải tập trung chở cát từ bãi, sau đó đi trên đê để chở cát đi tiêu thụ. Không chỉ lấn chiếm mái đê, xe tải chở cát hoạt động với tần suất dày, còn làm cho một đoạn đê sông Mã dài khoảng 400 mét tại khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến bị hư hỏng nặng. Mặt đê bị băm nát, gồ ghề, lồi lõm, đe dọa đến an toàn của đê và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân xung quanh khu vực này. Đây là nó hư hết cả rồi, họ mới đổ đấy anh ạ. Họ mới vừa đổ đấy. Coi như là họ chạy thì bụi lắm, mà xe quá tải họ chạy to, xe to họ chạy nhiều. Họ chở cát nhiều. Ban ngày cũng có, còn bữa trước thì họ chạy ban đêm, như bên nay họ chạy ban ngày hết rồi, họ không cho chạy ban đêm nữa. Hiện nay đang là mùa mưa bão và theo quy định, các bãi tập kết cát chỉ được tập kết số lượng đủ trung chuyển trong ngày. Tuy nhiên, tại bãi tập kết cát của công ty Sơn Hoài Hải, cát vẫn được tập kết thành những núi cao, tràn cả ra sát mép sông. Nếu có lũ về sẽ cản trở dòng chảy. Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng biến mái đê thành nơi tập kết cát của công ty Sơn Hoài Hải đã diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên, biện pháp mà phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn áp dụng chỉ là mời đại diện công ty lên nhắc nhở. Mới địa phương mới chỉ dừng lại ở cái chỗ là mời đơn vị lên. Thứ nhất là để nói để làm việc với công ty, là yêu cầu công ty làm như thế. Cũng mong là tại vì trong cái quá trình quản lý của địa phương thì cũng mong là làm sao mà đơn vị người ta phối hợp với mình làm việc sẽ tốt hơn. Tiếp tục mời đơn vị lên một lần nữa và sẽ đề xuất với địa phương có những biện pháp hướng dẫn hơn. Chưa xử phạt hành chính lần nào. Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật đê điều và luật phòng chống thiên tai, nhưng chính quyền phường Quảng Tiến lại mới chỉ có biện pháp là nhắc nhở. Nhiều người dân cho rằng chính sự nhẹ tay của chính quyền địa phương đã dung túng cho hành vi vi phạm của doanh nghiệp diễn ra trong thời gian dài. Cũng tại đoạn đê hữu sông Mã, đoạn qua khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, một số hộ dân đã ngang nhiên biến mặt đê, mái đê thành nơi đổ rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng, làm mặt đê bị thu hẹp. Nếu xảy ra sự cố khẩn cấp về đê điều sẽ cản trở công tác ứng cứu, khắc phục. Được biết, trong thời gian qua, hạt quản lý đê điều thành phố Sầm Sơn đã có nhiều văn bản yêu cầu doanh nghiệp Sơn Hoài Hải chấm dứt việc tập kết cát trên đê, thanh thải cát tập kết sai quy định và chấp hành nghiêm quy định về tập kết trong mùa mưa bão. Đồng thời đề nghị chính quyền thành phố Sầm Sơn, phường Quảng Tiến có biện pháp kiên quyết để chấm dứt tình trạng trên, vì đây là tuyến đê cấp 4 do địa phương quản lý. Tuy nhiên, đã qua một thời gian dài, tình trạng vi phạm vẫn đang tiếp diễn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, bên cạnh tình hình diễn biến của dịch COVID-19 thì các biện pháp tinh thần phòng chống dịch cũng được các tờ báo đặc biệt quan tâm. Trong bài viết gia nhập đội quân chống dịch trên báo Đại Đoàn Kết, các tác giả nhấn mạnh vai trò chống dịch của từng người dân. Nếu mỗi gia đình, mỗi thôn xóm là một pháo đài, thì từng người dân phải là một chiến sĩ của pháo đài ấy trong cuộc chiến dập dịch. Trong những nguyên nhân đưa tới thành công trong đợt dập dịch trước, đó chính là ý thức của người dân khi tuân thủ triệt đề chỉ đạo của chính phủ, khuyến cáo của ngành y tế. Thì nay, với việc COVID-19 lây lan trong cộng đồng, ý thức đó cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Từ người một không chủ quan tự bảo vệ mình đúng cách thì sẽ hạn chế rất nhiều sự lây lan. Bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ cộng đồng, bảo vệ đất nước. Đây chính là thời điểm Tổ quốc gọi tên từng người gia nhập đội quân chống dịch. Cùng chung quan điểm trên, bài viết trên báo Nhân dân cho rằng một trong các biện pháp mà mỗi người dân có thể chung tay phòng chống dịch COVID-19 đó là cài ứng dụng Bluezone. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao. Việt Nam có khoảng từ 75 đến 80 triệu người trưởng thành đang dùng điện thoại di động. Nếu khoảng 60% số người, tương đương từ 45 đến 50 triệu người cài đặt Bluezone, thì phần mềm sẽ hiệu quả. Do đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đề nghị toàn dân cài đặt Bluezone, kể cả người nước ngoài nhập cảnh, thời gian hoàn thành trước ngày 8 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành 2 đợt, ngoại trừ Đà Nẵng và 6 huyện thị của Quảng Nam. Thí sinh thuộc diện F1, F2 thì các thí sinh còn lại sẽ thi theo kế hoạch đã đề ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8. Nhiều người đặt câu hỏi về sự chênh lệch đề thi và những thuận lợi khó khăn của thí sinh dự thi trong 2 đợt khác nhau.
Bài viết trên báo Lao động đã dẫn ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ vấn đề này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, với ngân hàng câu hỏi của Bộ Giáo dục, đề thi đã được chuẩn hóa. Với lý thuyết xác suất thống kê và đánh giá thì máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những câu hỏi ở độ khó khác nhau. Vì thế, mức độ khó của đề thi sẽ ngang nhau. Hơn thế nữa, 8 trên 9 môn thi theo hình thức trắc nghiệm nên đảm bảo tính công bằng cao, không lo chênh lệch độ về điểm giữa hai đợt. Bên cạnh đó, các trường đại học cao đẳng đều nắm rõ số lượng thí sinh đã đăng ký xét tuyển, thí sinh ở tỉnh nào. Trường căn cứ tình huống cụ thể, tỷ lệ đã đăng ký để chờ kết quả thi đợt 2, rồi xét tuyển hoặc chia thành hai đợt tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Có một điểm vướng mắc mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cho rằng cần phải sửa là điểm trúng tuyển đợt 2 có thể thấp hơn đợt 1 thay vì quy định hiện nay là không được thấp hơn đợt 1 để ưu tiên cho các thí sinh ở vùng dịch. Bài viết trên báo Điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng chủ trương thúc giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế là đúng, nhưng cũng cần cân nhắc việc thúc giải ngân bằng mọi giá. Bài viết lý giải những dự án đã giao nhưng không có khả năng hấp thụ, không hiệu quả mà bây giờ cứ thúc để giải ngân đạt đúng tiến độ, đúng kế hoạch thì e là chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế nhưng lại không giải được bài toán hiệu quả, thậm chí dẫn đến mặt trái của nó gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước thì sẽ rất nguy hiểm. Do đó các bộ ngành địa phương cần ra soát lại các dự án nào thực sự cần cho nền kinh tế quốc dân, cần cho tăng trưởng, cần cho địa phương thì phải gấp rút hoàn thiện thủ tục để đầu tư triển khai, còn dự án nào không cần thiết, không hiệu quả thì thôi. Sau khi ký hợp đồng vay vốn của các công ty tài chính, người vay mới biết lãi suất cho vay quá cao, bị ép buộc mua bảo hiểm. Đây là thông tin đăng trên báo Người Lao Động. Theo bài viết, hiện nay công ty tài chính cho vay với cách tính lãi suất theo dư nợ ban đầu hoặc tính theo dư nợ giảm dần với lãi suất từ 37% đến 49% một năm, cộng với phí bảo hiểm. Đây là mức lãi suất quá cao khiến khách hàng phải gồng gánh chi phí lớn, có thể dẫn đến nguy cơ không trả được nợ. Ngoài ra, người vay buộc phải tải app vay tiền của công ty tài chính, sau đó đồng ý cho bên cho vay thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu của người thân. Qua đó, công ty tài chính giám sát khống chế người vay khi họ chậm hoặc không trả được nợ. Thậm chí, người vay còn thường rơi vào tình thế cho phép các app cho vay chuyển giao thông tin của mình và thông tin của người thân cho bên thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tăng cường kiểm soát xử lý vi phạm liên quan tới ma túy và nồng độ cồn trên cả nước từ nay đến hết năm. Theo đó, đối tượng sẽ tập trung xử lý là xe máy, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, ô tô kéo rơ móc hoặc semi rơ móc. Địa điểm kiểm tra tập trung tại khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương khi xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn phải kiểm tra, ra soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm để phát hiện các trường hợp vi phạm tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy phải thống kê lập danh sách, gửi cơ quan tổ chức Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó làm việc cư trú, có biện pháp quản lý theo quy định của luật phòng chống ma túy. Trước tình hình dịch COVID-19, lực lượng chức năng không sử dụng phễu thổi để đo định tính kiểm tra nồng độ cồn, mà dùng ống thổi một lần. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông vận tải, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu tất cả các ban quản lý bến xe và các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tại bến xe phía Bắc, phía Tây và phía Nam, công tác phòng chống dịch đã nhanh chóng được ban quản lý các bến xe triển khai thực hiện. Từ việc tuyên truyền trên loa phát thanh về các văn bản chỉ thị của tỉnh đến việc thực hiện các biện pháp như phun xịt khử trùng khu vực bến xe, yêu cầu hành khách lái xe, phụ xe trong bến nghiêm túc chấp hành quy trình phòng chống dịch tại nơi công cộng. Riêng tại bến cũng đề ra quy chế về việc bố trí tổ bảo vệ kiểm tra nghiêm túc về thực hiện phòng chống dịch của các chủ xe hoạt động tại bến và sẽ không ký lệnh ra vào bến khi phát hiện các xe không chấp hành đầy đủ biện pháp phòng chống dịch cho hành khách. Để thực hiện được cái công tác phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả đấy, thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở đến từng hộ kinh doanh vận tải hành khách tại đây và các chủ xe, các lái phụ xe đấy, thì chúng ta nên thực hiện tốt
cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với các chủ doanh nghiệp vận tải đã chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch từ việc đảm bảo khử trùng trên phương tiện trước khi xuất bến, phát khẩu trang và xịt kháng khuẩn cho tất cả hành khách trước khi lên xe và yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện trên xe nhằm hạn chế sự lây lan của virus ra bên ngoài. Nhờ làm công tác tuyên truyền nên tất cả mọi người trong bến đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Còn về phía công ty Quang Đông thì đã thực hiện tất cả các quy trình về phòng chống dịch Covid mà của đề ra của Bộ Y tế. Nhưng với cái mong muốn thì cũng mong muốn hành khách khi tham gia các cái phương tiện giao thông công cộng này thì cũng hợp tác để trong cái phòng chống, nâng cao cái ý thức phòng trong cái phòng bảo vệ bản thân cũng như sức khỏe của cộng đồng, tự mình khai báo y tế để thực hiện tốt được cái phương án của chính phủ và của tỉnh đề ra. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các bến xe, các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến xe cùng chung tay đồng lòng chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Để từ đó cùng với các ngành chức năng trong tỉnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Chương trình Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.